Thưa quý vị, hàng trăm hung khí nhỏ lớn các loại như thế này đã được phát hiện trong nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thậm chí còn có học sinh tàn trữ cần xa. Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào ngày 12 tháng 5, hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ công an các cấp đã đồng loạt kiểm tra học sinh học tại 631 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và 773 hàng quán bán các loại hàng hóa trước cổng trường trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó phát hiện nhiều hung khí. Lực lượng công an phát hiện hàng trăm học sinh đang tàng trữ 152 dao là loại dao gọt hoa quả, dao tự chế, dao găm, dao bấm, dao bầu và kéo các loại. 27 cung nhị khúc, gậy ba khúc, tuyếp sắt, gậy gỗ, 24 súng bắn đạn nhựa, bình xịt hơi cay, dùi cui, điện tự chế, 23 kìm, cờ lê, tua vít, búa, 91 máy hút thuốc lá điện tử, 16 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử. Đáng chú ý, lực lượng công an còn phát hiện có hai học sinh tàng trữ cỏ Mỹ và cần sa. Ngoài ra, lực lượng công an còn kiểm tra hơn 4.000 phương tiện của học sinh, qua đó phát hiện 392 học sinh điều khiển xe máy trên 50 phân khối. Riêng đối với các hàng quán bán trước cổng trường, trong 773 cửa hàng qua kiểm tra thì có 79 cửa hàng kinh doanh buôn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau khi lập biên bản tịch thu những vật dụng vi phạm, lực lượng công an các địa phương đang phối hợp các nhà trường và gia đình để đưa ra hướng xử lý, đồng thời tuyên truyền trang đe học sinh không vi phạm. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh niên theo địa chỉ thanhnien.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh niên.